Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức. Trong cái video ngày hôm nay thì mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần GoFundMe. Thì mình đã làm 3 cái video nói về cái này rồi. Thì nếu như bạn nào mà chưa xem á thì các bạn có thể tìm lại cái phần này ha. Các bạn có thể lên trên cái YouTube, các bạn gõ chữ kênh kiến thức 7 GoFundMe thì tự động nó sẽ liệt kê những cái bài viết liên quan tới cái công cụ này trên cái kênh của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tạo ra một cái ảnh đại diện hay gọi là ảnh thumbnail á thông qua cái công cụ này. Tức là các bạn không cần phải dùng Photoshop để các bạn thiết kế như thế này. Cái này mình đang dùng Photoshop mình làm. Dĩ nhiên có nhiều bạn sẽ không có quen với công cụ Photoshop và các bạn muốn làm qua một cái công cụ nào đó nó tự động để cho nó đơn giản dễ làm. Khi mà các bạn đã cài đặt cái này rồi ha, thì các bạn có thể sử dụng nó để các bạn làm. Bây giờ giả sử mình sẽ lấy cái video mà mình mới vừa up lên nè, mình sẽ tạo ra một cái thumbnail cho cái video này. Mình quay trở lại cái phần chỉnh sửa ha. Thì ở đây thì khi mà các bạn up lên á, thì tự động YouTube nó sẽ lấy ba cái hình đầu, một cái hình ở giữa video, một cái hình cuối để nó làm thumbnail. Còn cái này là do mình đã upload một cái hình ở trên máy lên rồi. Rồi. Ở đây thì nếu như các bạn có cài cái plugin là GoFundMe đó, thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái nút là create thumbnail, tức là tạo một cái ảnh thumbnail ở đây, tức là tạo ảnh đại diện đó. Các bạn có thể click vào đây để tạo nha. Thì khi mà các bạn click vào rồi á, thì nó sẽ có ba cái bước ở đây. Bước số 1 là lấy cái hình nền. Hình nền này thì các bạn có thể lấy từ trong cái video của bạn, hoặc là các bạn có thể dùng một cái màu nào đó để các bạn làm. Hoặc các bạn có thể tải một cái hình trên cái máy tính của mình lên đây. Mình giả sử mà lấy một cái hình ở trong cái video nha. Giả sử như các bạn có thể chọn một cái hình nào đó mà các bạn ưng ý, bạn sẽ bỏ vào. Các bạn có thể di chuyển cái thanh trượt. Thì nếu như các bạn thấy chỗ này ok nha, mình ví dụ thôi, thì các bạn có thể bấm vào cái nút là tiếp tục để nó sẽ chuyển qua cái bước thứ hai. Thì ở cái bước thứ hai này đó, nó sẽ cho phép các bạn thêm chữ vào, thêm những cái hình ảnh khác, hoặc là thêm những cái phần gọi là shape. Shape tức là những cái hình tròn, những cái hình vuông, hình tam giác vân vân. Hoặc là các bạn có thể lấy một cái file mẫu để các bạn áp vào trong đây. Bây giờ ví dụ mình thử cái phần test đi. Các bạn có thể nhập cái gì đó ở đây, ví dụ như là tạo thumbnail hay là tạo ảnh đại diện gì đó, ví dụ nha. Rồi ví dụ như mình ghi là cách tạo ảnh bìa ha. Mình có thể bấm vào cái nút Add này, tức là thêm vào. Thì các bạn thấy nó sẽ thêm vào trong đây cho mình. Dĩ nhiên các bạn phải chọn phông chữ, chọn cái cỡ chữ gì đó để cho nó phù hợp hơn. Mình lấy ví dụ mình chọn cái phông là Arial này. Phông chữ thì có thể nhỏ xuống. Các bạn hãy chọn cái phông nào cho nó phù hợp nha. Ví dụ như mình chọn như thế này. Rồi in đậm, có viền, có gì đó. Các bạn có thể bấm vào để các bạn thử nè. Không thích màu đỏ thì có thể chọn qua một cái màu đó bất kỳ. Ví dụ chọn màu vàng như thế này. Chọn ha. Các bạn thấy chưa? Ở đây thì cũng có thể điều chỉnh cái khung này sao cho nó dễ nhất. Rồi. Nếu không thích thì các bạn có thể bấm cái nút delete, các bạn xóa đi. Opacity tức là cái độ trong suốt. Các bạn có thể thay đổi cái thông số này. Các bạn thấy ở đây nó thay đổi này. Khi kéo các bạn buông chuột ra thì nó sẽ cập nhật ở đây. Các bạn thấy chưa? Rồi có thể chỉnh độ sáng, độ nét gì đó. Các bạn có thể qua các cái thẻ kế bên. Brightness rồi contrast. Các bạn có thể điều chỉnh như cái này. Tiếp tục ở đây thì có thể chèn một cái hình ảnh nào đó. Các bạn có thể lấy cái hình này chẳng hạn. Các bạn bỏ vào.
Chào thấy không? Ví dụ như mình bỏ một cái logo kênh của mình. Cái này mình ví dụ thôi, cho nên bỏ đại nha. Rồi. Các bạn có thể là thêm những ảnh khác chân ha. Các bạn có thể bấm vào cái mục là chọn tệp này. Các bạn upload một cái hình nào đó trên máy của mình. Ví dụ chọn đại cái hình nào đó. Thì tự động nó sẽ up lên đây để cho các bạn dùng. Các bạn thấy chưa? Các bạn lít vào thì tự động nó kéo qua đây. Cái này dĩ nhiên mình đang làm tùy ý thôi ha, để các bạn hiểu nó làm như thế nào thôi. Rồi. Thì cũng có thể chỉnh được cái độ trong suốt ha, các bạn có thể điều chỉnh cái này. Các bạn thấy chưa? Rồi, cũng có thể chỉnh được cái độ sáng, độ gì đó ha. Sáng tối này, độ nét vân vân. Thì cái này các bạn phải làm sao cho nó ưng ý của mình nha. Thì công cụ người ta đã cho sẵn rồi. Rồi, và cái phần shape, shape thì cái này bạn nào học bên Microsoft Word á thì các bạn biết là có thể chèn những cái hình khối ha, hình ngôi sao vân vân. Để các bạn đưa vào trong cái hình này ha. Có thể bấm vào, sau đó các bạn bấm vào nút hết thì tự động nó chuyển qua. Ví dụ như hình vuông cộng hình tròn nó ra hình gì đó, đại loại vậy. Ha, có thể thay đổi màu sắc tùy theo các bạn. Bấm chọn ha. Rồi các bạn có thể thêm vô tỉ. Ví dụ như giờ thêm cái hình tròn, bấm nút S. Các bạn thấy không? Có thể thêm dấu cộng, dấu gì đó ha, dấu gạch, dấu sao gì đó. Nó cũng là một cái đối tượng nên cũng cho phép các bạn chỉnh sửa màu sắc, chỉnh sửa trong suốt, chỉnh độ nét ha. Và cái cuối cùng là cái template, tức là cái file mẫu. Các bạn bấm vô thử nha. Cái mục template này nó có ý nghĩa thế này nè. Giả sử như khi mà các bạn tạo ra một cái thumbnail để các bạn lưu lại thành một cái file mẫu, ví dụ mình đặt tên là mẫu 1 đi, thì sau đó các bạn có thể kích vô đây nè, các bạn mở lại những cái file mẫu đó để các bạn chỉnh sửa. Ví dụ mình sẽ thiết kế ra một cái mẫu chung dành cho kênh kiến thức, và những cái video khác mình chỉ việc vô đây mình đổi cái chữ này thôi. Thì các bạn có thể lưu thành một cái file mẫu chuẩn vậy, sau đó các bạn sửa tên thôi là ok. Thì giả sử như mình bấm vào, thì ở đây là do mình chưa có tạo một cái file mẫu nào hết, cho nên ở đây nó không cho mình chọn ha. Còn nếu như mà các bạn đã có lưu cái mẫu rồi á, thì ở đây các bạn có thể lấy ra để các bạn dùng. Giả sử như bây giờ cái hình này mình thấy ok rồi, đẹp rồi chẳng hạn, thì các bạn có thể click vào cái mục là Save Layer nè, Template. Nó sẽ tự động lưu thành một cái file mẫu cho các bạn. Thì sau này các bạn có thể bấm vào đây để các bạn chọn ở đây nè, các bạn lưu ý ha. Ở đây mình sẽ bấm lưu thử luôn nha. Các bạn có thể đặt một cái tên gì đó, ví dụ mặt tên là template 1 chẳng hạn. Rồi sau đó mình bấm ok. Thì sau này mà khi mà các bạn click vào đây á, thì các bạn sẽ thấy cái mẫu template 1 mình đã từng tạo nè. Các bạn có thể gọi nó ra. Sau đó thì các bạn có việc thay đổi kiểu chữ thôi là ok. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Mình chỉ việc thay đổi ở đây, ví dụ mình thêm 1, 2, 3 gì đó. Được chưa? Thì nó sẽ tự động ha, thay đổi theo cái cách mà các bạn muốn. Thì cái phần test này thì nếu các bạn không thích thì các bạn có thể xóa đi ha. Các bạn thêm test mới cũng được. Còn không thì sửa trực tiếp ở đây. Sau khi các bạn đã thay đổi, điều chỉnh ha, làm sao cho nó đẹp rồi đó, thì các bạn có thể bấm vào cái nút tiếp tục để chuyển qua cái bước thứ ba. Thì lúc này nó sẽ chuyển qua cái bước review. Thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh thumbnail của bạn sau khi nó tạo xong nó sẽ như thế này. Dĩ nhiên ở đây mình đang làm review, cho nên là làm để các bạn hiểu thôi, cho nên nó sẽ không có đẹp ha. Các bạn thấy chưa? Nếu như mà các bạn thấy nó đẹp rồi thì các bạn sẽ thấy là mình có thể bấm vào cái nút là Save và Public luôn. Tức là nó sẽ lưu lại và xuất bản lên cái video của mình. Thì các bạn lưu ý là cái chỗ review này có thể review trên YouTube hoặc các bạn có thể review trên Facebook. Thấy chưa? Nếu mà hiện trên Facebook nó hiện như thế này. Hoặc là hiện trên một cái Twitter cũng vậy. Chủ yếu ở đây mình đang làm cho YouTube. Rồi sau khi xong tất cả ba bước thì các bạn bấm vào cái mục là Sell Public ha.
Nó hỏi các bạn là có muốn public cái thumbnail này hay không, các bạn nhấn OK. Thì lúc này đây tự động nó sẽ làm cái việc đó cho mình ha. Nó đã public xong rồi nè. Các bạn cũng có thể download cái thumbnail này về máy tính của mình ha. Các bạn có thể đặt cái tên gì đó. Ví dụ mình gọi là kênh kiến thức đi. Rồi sau đó các bạn save ra màn hình. Thì các bạn sẽ được một cái ảnh làm thumbnail. Các bạn thấy chưa? Thì bây giờ các bạn có thể quay trở lại cái phần quản lý video của mình để coi thumbnail nó sẽ như thế nào. Lúc này các bạn thấy ảnh thumbnail đã được thay đổi rồi, tức là lúc nãy mình đã cho nó public rồi, hay nó sẽ như thế này. Chỉ nhiên các bạn thấy nó xấu ha, do mình làm demo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và có thể để lại những cái bình luận, những cái câu hỏi bên dưới video ha, để mình tiếp tục làm video trả lời cho các bạn. Chào các bạn nha.